vừa rồi chị có mở trứng Kinder Joy trên kênh Ami Channel và có được hai em thú cưng rất dễ thương. Hôm nay chị sẽ hướng dẫn làm nệm ngủ cho hai em thú cưng này nhé. Chị có một cái hộp nhựa hình tròn. Chị sẽ dùng kéo để cắt phần miệng của cái hộp này đi. Dùng dũa móng tay để làm phẳng phần miệng hộp. Tiếp theo, chị dùng một cây viết lông để đánh dấu phần chúng ta sẽ cắt bỏ đi, để tạo hình thành một cái nệm ngủ cho thú cưng. Sử dụng kéo cắt bỏ đi phần mà chúng ta vừa mới vẽ. Chị sẽ sử dụng vải nỉ màu xanh lá cây để bọc cho cái nệm ngủ này. Dùng keo UHU để dán vào nhé. Chúng ta có thể sử dụng súng bắn keo hoặc là keo sữa để làm công đoạn này. Bây giờ chị sẽ bắt đầu dán vải nỉ màu xanh lá cây vào trong cái hộp nhựa. Tỉa phần vải nỉ và dùng súng bắn keo dán phần mép vải lại. Dán phần vải nỉ cho ôm sát vào phần hộp nhựa nhé. Vậy là chúng ta đã bọc xong phần ngoài của cái hộp nhựa rồi. Tiếp theo dùng một miếng vải màu đỏ. Chị cũng sẽ dùng keo UHU để chúng ta dán phần mép vải lại. Chị sẽ cắt miếng vải này sao cho vừa với phần bên trong hộp. Và mình sẽ bắt đầu dùng súng bắn keo dán phần miếng vải đỏ này vào bên trong. Bọc được phần bên trong của cái hộp nhựa bằng vải đỏ rồi. Sử dụng thêm một miếng bìa cứng có hình tròn và chúng ta dán bông gòn lên. Tiếp theo là bọc lại bằng miếng vải đỏ.
bọc kín lại để chúng ta làm phần nệm ngủ. Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ cho phần nệm ngủ này vào bên trong. Rất là vừa vặn và đẹp không nào? Kế tiếp là phần trang trí. Chị sẽ trang trí cái nệm ngủ này giống như là một quả dưa hấu. Sử dụng thêm vài nỉ màu đen, cắt ra và dán những đường thẳng song song như thế này để làm những phần vân của dưa hấu. Ở phần nệm bên trong thì chị Ami sẽ cắt thêm một số vải nỉ thành những cái hạt dưa hấu và chúng ta cũng sẽ dán vào nhé. Rất là đơn giản, chúng ta đã làm được một cái nệm ngủ thu nhỏ cho thú cưng của Barbie rồi. Bạn mèo này rất thích cái nệm ngủ mới nè các em. Ngoài việc sử dụng một cái hộp nhựa thì chúng ta còn có thể sử dụng hộp giấy như thế này. Chúng ta cũng dùng kéo để cắt tạo hình thành một cái nệm ngủ nha. Chị sử dụng vải nỉ màu xanh và màu trắng. Chị cũng bọc cái hộp này theo cách đầu tiên. Và chúng ta đã có một cái nệm ngủ dễ thương rồi. Chị Ami chúc các em thành công. Hãy nhấn like và chia sẻ video cho các bạn cùng xem. Và nhấn đăng ký, nhấn chuông thông báo để trở thành thành viên. Còn bây giờ chị Ami chào tạm biệt các em.